Hello, chào anh em nhá. À, hôm nay mình sẽ uh, làm một video dành riêng cho những người mà rất là tò mò à, Tại sao mà lại có những cái tool này mà nó nó ra mắt Và tại sao lại có rất là nhiều tool Và chúng ta có thể chơi tool nào để chơi để hợp với dòng game nào Ví dụ như mà tool này có thể âm, um, có, có, thể chơi được game này, game kia, game này, game nọ Thì lý do không chơi được là vì sao và lý do nó, nó chơi được là vì sao tool nó có thực sự nó tồn tại không hay là chỉ là những người mà biết nói cái một thứ nhất là mình 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 sẽ không mình sẽ chưa vào game anh em nhé mình sẽ nói mình sẽ nói về tôn tôn trước nhá rồi thì như này mình sẽ nói một cách ngắn gọn thôi tôn là nó sẽ như thế này mình sẽ lấy ví dụ mình sẽ lấy ví dụ nhá ví dụ như mà tựa game big box này ai là người ai là người lập trình ra cái game này nhiều người sẽ nghĩ là chắc là những anh à, anh em sẽ nghĩ là những người nhà cái này nó lầm ra nhưng mà thực ra là không phải anh em nhé không phải đâu những người nhà cái thì nó cũng giống như chúng ta thôi anh em ạ à, nó cũng giống chúng ta thôi nó có tiền à, nó thuê người khác làm cho nó thôi chứ nó không biết cái gì đâu anh em ạ à. cho anh em ấy game thì nó vẫn có lỗ hỏng của game cả anh em ạ à. cho anh em ấy tun ví dụ như này nhá ví dụ như mà có một cái ông mà nó cứ cho là hai ba người đi Ví dụ như mà cái game bị bóc này có ba người lập trình đi Thì chắc chắn ba người đó Không hết ba người đó đâu Vẫn sẽ có 6, 7 người hay là mười mấy người nữa Ví dụ như mà anh em chúng tôi học cùng một lớp ấy Mà à, những thằng khác mà nó lập trình ra cái game này Mà tôi là người mà sáng lập ra cái tool này Thì tôi nói cho anh em là chắc chắn là 90% là hack được nhá Còn nếu mà cái game này mà nó ra mắt Một, một thằng khác mà nó ra mắt Nhưng mà À, những bạn bè của chúng tôi nó không nó không lập ra cái tool này thì nó không nó không nó không được cái gì cả đâu anh em nhé rồi mình sẽ vào game và mình sẽ vừa nói cho anh em nhé thì đây là những lý do mà rất là nhiều người quảng cáo về tool nhưng mà tool ấy thì mình nói như này nhá tool mình đã từng chơi rất là nhiều tool rồi không phải là một tool đâu theo theo suy nghĩ và theo hiểu biết của mình thì tool ấy nó không giúp chúng ta làm giàu được nó không giúp chúng ta làm giàu được có rất là nhiều người nó là tun ấy Nó sẽ giúp ta làm giàu được Nhưng mà tôi không tin anh em nhé Tôi không tin đâu Mặc dù bây giờ tôi cần tun như này Mà nhiều anh em nói là Tại sao mà có những lúc chơi mà tôi chưa ăn được rất là nhiều tiền Mà tôi lại không tin là tun nó tồn tại Tại vì là như này Nó chẳng khác cái gì mà Chúng ta đang cần một cái gì mà để cho AD nó thấy Thì bị AD soi thì nó vẫn thua bình thường Anh em ạ Mặc dù cái tun này nó có tồn tại như thế nào đi nữa Nhưng mà nếu chúng ta bị AD nó soi Thì chúng ta vẫn thua là một cái chuyện bình thường, là một cái chuyện bình thường, anh em nhé. chứ anh em cũng đừng có nghĩ là à gây nó ra mắt cái này cái kia, cái này cái nọ mà tu nào cũng hết được, nó không phải anh em ạ. và mình cũng chốt một câu cho anh em là anh em cũng đừng có mồn những cái tu này, đừng có mua nhé. mình biết rất là chắc chắn là có rất là nhiều người muốn mua cái tu này của mình nhưng mà mình không bán anh em ạ, mình không bán. mình không bán anh em nhé. và lý do mình không bán là sẽ như thế nào là lý do mình không bán cái tu này mình nó thực sự cho anh em là nó sẽ chạy được một thời gian thôi và một thời gian nào cũng không chạy được nếu mà hôm nào mà anh em cũng chơi thì nó nó vẫn thua bình thường thôi anh em ạ nếu mà ví dụ như mà hôm nay mình chơi à, ngày mai sáng sáng mai ngày mình chơi trưa mai mình trưa mai mình cũng chơi à chiều mai mình cũng chơi thì nó cũng chẳng khác cái gì mà chúng ta sẽ tự nạp tiền vào game thôi anh em ạ nó vẫn không ăn được không ăn được thì chính vì cái lý do này anh em nhé cái tool này mình mua từ một cái bạn cái cái bạn nguyễn cái gì nhỉ về nhá thì à, mình cũng đã từng test thử rồi không phải nó không ăn được nó vẫn ăn được nhưng mà nó không hiệu quả có nghĩa là anh mình chơi thì cái tỷ lệ thắng và cái tỷ lệ thua nó gần bằng nhau anh em ạ nó gần bằng nhau thì như thế thì cầm gì mình mua cái tu này anh em nhá mãi nó tuần ra ngược cầu anh em nhỉ và chắc chắn là có rất là nhiều anh em xem video của mình thì anh em cũng rất là hiểu về những cái tu này rồi mình đã nói cho anh em từ rất là lâu rồi Tun ấy Mặc dù nó chạy như vậy Nhưng mà vẫn sẽ có lúc mà nó chạy ngược cầu anh em nhé Vẫn sẽ có lúc nó chạy ngược cầu anh em ạ à. Và đây cũng chính là một lý do mà mình không thích mua tun Và mình không thích bán tun anh em nhé Ví dụ như cái tu này mà nhiều anh em nghĩ cho mình là À nhiều anh em nghĩ là tại sao mà có lúc mình chơi nó lái từ 10 củ 20 củ bình thường Đúng anh em ạ à. Nhưng mà nó ngược cầu thì chúng ta cũng phải uh... À không phải nó ngược cầu Ví dụ cái tool này mà Ví dụ cái tool này mà nó ăn được tiền nhé Thì mình nghĩ là mình Nhiều người lại mình nghĩ là tại mình Lý do mình không bán là nó uy tím Thực sự thì mình nói cho anh là Không phải là uy tím Nhưng mà không phải là nó bịt Nó cũng chỉ giống như một cái gì Mà nó giúp để cho chúng ta tự tin vào tiền của game thôi Chứ nó không bao giờ giúp chúng ta Mà kiếm được một khoản tiền khổng lồ cả Anh em nhé Anh cũng đừng có Anh cũng đừng có tò mò quá về những cái tool này cái tool này đã có người cho giá 23 triệu mình rồi nhưng mà mình không bán anh em nhé. Lý do mình không bán vì sao? Mình sợ là mình bán hai ba củ cho anh em ấy mà anh em chơi vài ván không được thì anh em lại đi lừa thằng khác nó mua mười mấy củ anh em ạ. Đúng không? Thì làm người thì chúng ta vẫn phải uh, tốt chứ anh em ạ, chứ chúng ta xấu thì nó được cái gì? Được cái gì anh em nhé Mình mới cử đúng cầu anh em nhé mình mới cử đúng cầu nhá. Xem nào có ăn không? Ván cuối cùng ấy, vẫn thua bình thường, nó vẫn ngược cầu bình thường anh em nhé anh em xem 11 củ bây giờ về không đồng rồi. Rồi nhá, nhưng mà anh em sẽ chờ tí nhá, mình sẽ uh, mình sẽ tạm dừng video. À um... tí mình lại vào anh em sẽ xem xem là thực sự thì nó sẽ uh, sẽ như thế nào nhá. Anh em sẽ chờ mình nhá. Từ 3 4 phút là mình sẽ lại vào và mình sẽ cược ngược cầu cho anh em xem nhá. Ok. Ok nhá. Rồi. Rất là nhanh anh em ạ. Chỉ là 3 phút thì là mình vào lại rồi nhá. Rồi, Bây giờ mình sẽ cực ngược cầu cho anh em xem Mình sẽ cực ngược cầu cho anh em Để anh em còn hiểu được là nghe nó có thực sự tồn tại không Mà tại sao mà có rất là nhiều người lại tự hỏi Đấy Bây giờ nó lại ra đúng cầu anh em ạ Mình à, mình nhớ không nhiều là mình đã từng làm rất là nhiều video À không phải đâu, hình như không nhiều đâu nhá Nhưng mà cũng không phải ít đâu anh em ạ, cũng nhiều đấy mình đã làm và mình nói cho anh em rồi cái tu này có những có mình cũng hiểu luôn anh em ạ Cổ những thời gian thì nó toàn chạy ngược cầu À không, sao vấn đề này mình không cần ngược cầu nhỉ Cổ những thời gian này thì nó sẽ chạy ngược cầu anh em ạ à. Nhưng mà cổ những thời gian thì nó lại chạy đúng cầu Cho nên là cái Mình không thích là cái này Đấy. Anh em nghĩ là cái tool là mình sẽ bán Mình sẽ bán với khoản tiền là 20k, 30k cho anh em thôi Nhưng mà thực sự thì mặc dù ấy, Anh em có cho giá 2, 3 triệu thì mình cũng không bán anh em nhé Tại vì mình biết rồi Những cái tool mà nó không hiệu quả thì mình bán cho anh em nó có được cái gì đâu mà anh em chơi thì nó có được cái gì đâu mà những người những người mà anh em bán cho họ chơi thì nó có được cái gì đâu cho nên ấy làm ăn chúng ta cũng đừng có lừa người ta anh em ạ ngày xưa ấy mình chơi cái tu này mình chơi cái game e win thì nó ăn được rất là nhiều tiền nhưng mà mình chơi một thời gian lâu, lâu thì nó bị như này anh em ạ thì lúc đó mình biết có nghĩa là nó sẽ không bao giờ mà nó ăn máy máy cả anh em ạ đấy vẫn quy thật sự luôn anh em ạ không phải là nó không ăn được anh em nhá anh em phải hiểu cho mình là nó vẫn 60 40 hay là 70 30 hay là 50 50 nó vẫn như thế anh em nhá đấy và video này là video mà mình làm để anh em hiểu được là cái tu này không phải là nó không ăn được nó vẫn ăn được nhưng mà không phải là chỉ cái tu là đủ anh em ạ anh em nó phải dùng cái đầu của anh em nữa Kiểu như mà cái tool này nó chỉ giúp chúng ta Mà nó chỉ giúp chúng ta một ít thôi Mà ví dụ như mà cái tool này nó chỉ giúp chúng ta 50% thôi 50% còn lại thì nó vẫn à, phụ thuộc vào chúng ta cả Mình sẽ cược ngược cầu anh em nhé Mình sẽ cược ngược cầu xem nó có ăn không anh em ơi Hôm qua mình ăn được rất là nhiều tiền Anh em ạ, à, ăn được rất là nhiều tiền luôn anh em nhé Lại ăn ván này Lại ăn ván này, nó lại ngược cầu lại ăn anh em nhé anh em xem mình chơi bây giờ là tàn phúc rồi đấy mình chỉ ăn đúng vấn này thôi anh em ạ còn những vấn khác là mình thua hết anh em nhá đấy chắc là những bạn mới chơi thì anh em sẽ rất là tò mò là tại sao tại sao cái tu này mình lại không bán đi mà mình vẫn giữ lại mỗi ngày mình còn kiếm hơn chục củ anh em mua hai ba củ mình bán cho anh em làm gì chả nhớ là mình bán để cho anh em ra đảo à đấy. không bán và những cái tool khác nó cũng như thế thôi anh em nhá anh em đừng có mà tò mò quá về những tựa game này anh em đừng có tò mò quá về những tựa game này nếu mà nó thực sự mà nó kiếm tiền dễ mình sẽ cứ đúng cầu nhá nếu mà thực sự nó kiếm tiền dễ như người ta nói ấy, thì những tựa game này là không tồn tại rồi à không phải đâu ờ à, đúng rồi những tựa game này là không tồn tại rồi video này là mình đã làm, mình 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 đã làm tổng hợp cho anh em rồi nhá mình đã làm tổng hợp cho anh em về những cái tu này rồi mình sẽ chuyển sang à, dòng thứ hai nhé Không phải nó không được nhá Thường thường là mình chơi thì mình muốn có cách lách luộc hết anh em ạ đấy, Mình sẽ cược lớn đi Thua kệ nhá Tại vì là hôm qua mình thắng rất là nhiều tiền anh em ạ Thua kệ anh em nhá ờ, Nó vẫn ăn à Thế được <laughs> nhá Hôm qua mình có ăn được bao nhiêu củ nhỉ Mình cũng quên mất mẹ rồi Xem nào một lần lập trước là mình lấy 23 củ Ừ gần 50 củ đấy Cũng nhiều đấy anh em nhá anh em tỉnh táo lên nhá anh em đừng có mua tool, đừng có mua những những tun này về chơi anh em nhé anh em cố gắng học hỏi những thuật toán của mình để kiếm tiền cố gắng học hỏi nhé nhiều người nói là nhiều người sẽ bán cái tun này nó đắt tiền cho anh em nhưng mà tôi thì tôi nói thật là bán làm gì anh em ạ nếu mà nó thực sự nó kiếm tiền dễ như thế thì người ta cũng không bán cho chúng ta đâu nhưng mà không phải nó không ăn được nó vẫn làm được chứ nó vẫn kiếm tiền bình thường cả nhưng mà nó không chắc anh em bạn nó không chắc thì chúng ta mua làm gì anh em hiểu không nhá video này mình sẽ chốt cuối cùng ở đây mình sẽ chốt cuối cùng ở đây anh em nhá và mình sẽ không làm lại những video như này nữa nhá ok mình sẽ dừng nhá